Bây giờ ta thả lá lốt vào này. Thế như thế là bây giờ ta múc ra được rồi. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh Ẩm Thực Tôi Yêu nhé. Hôm nay mình đi làm mấy món ăn, mình quay lại cho mọi người xem nhé. Nguyên liệu của mình này, gồm có thịt chó này, còn đây là thịt trâu. Thịt trâu mình làm thịt trâu nhúng mẻ nhé. Còn đây rau để luộc, hành tây và lá lốt. Mình để mình cho vào món thịt trâu. Bây giờ mình đi làm cái hành tây trước nhé. Đi thái lá lốt này. Đây là cái miếng thịt trâu của mình nhá. Bây giờ mình đi thái này. Mình cho cái bột nêm này vào để mình bóp nhé. Bóp với thịt trâu cho nó ngấm bột ngọt. Bây giờ mình đảo nó đi để cho nó ngấm. Cái phần sụn để mình làm, mình đánh tiết canh mọi người ạ. Bây giờ mình đi mâm. Đây là hai cái bát nhân tiết canh của mình đây. Bây giờ mình cho riềng này, riềng giã mọi người ạ, riềng nếp giã nhé. Hành nướng. Bây giờ ta đảo lên nhé, đảo đều lên. Rồi bây giờ ta đi pha tiết và ta đánh. Bây giờ mình đi đánh nhá. kiến trước mắt. Nước mẹ của mình đây, mình làm nồi nước mẹ để nhúng thịt trâu đây. Bây giờ ta đun sôi đây, đun sôi nước đây. Ở cái thịt cái nãy mình ướp rồi thì bây giờ cái nồi nước mình không cần cho gia vị nữa. Bây giờ mình cho hành tây vào nhé. Mình đậy vào tí cho nó tái tái tí thì mình thả lá lốt vào nhé. Bây giờ ta thả lá lốt vào này. Thế như thế là bây giờ ta múc ra được rồi. Mình bả này bả con dưới là sẽ không được. Bác có nó cứ bảo gì mà cái cô chú lên bảo nhà rồi em nhà rồi được ra còn được ra quay đấy. Mình đã chuẩn bị xong mâm cơm nha mọi người nhá. Đây là mâm cơm nhà mình. Đây là bữa cơm nhà mình nhá. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình nhà mình nhá. Mời cả nhà ăn cơm thịt chó với lại mắm tôm và thịt trâu mẹ cả nhà ơi. Ba đấy là bố đít chuối. Mời cả nhà ăn trâu nha. Không ăn mỡ mà không đi. Đâu? Mời cả nhà ăn trâu. Mày lấy cho cái ảnh tỏi cái ảnh lên mà. Cho cái đạp để lấy luôn. Thiết đạp rồi. Nước ở đây, không biết ở đây, không ngồi cái nước ở đây. Rồi bây giờ đi, bây giờ đi mặc dao ra một bà rồi. Công việc đột xuất là phải đưa nó về, tranh thủ về. Cháu thì cũng phải đi ra đỉnh cả nhà ơi. Dạ. Thời gian nó gấp quá nên cũng chả đi được đến nhà hay cả thì cầu cái này gì thông cảm đấy. Công việc. Mời cả nhà nhá. Đó, con ơi. Cái gì không có dây không nhá. Nói cho mấy bạn. Bắt cái cách này mà cho bạn. Bắt cái cách. thịt chó đặc sản cả nhà. Anh Châu. Thịt tay chó. Cái giò. Thịt trâu rồi ạ. Ôi giời, bà Diễm ấy thì bà giết xong trâu bà quay và bà đánh cái canh bà ăn luôn đấy. Nói chung là cứ giết con gì, cứ thịt con gì là phải có cái canh. Nói chung là ngon ăn cái gì mình ăn được đấy. Chắc chắn. Miếng tiền ở nhà. Mọi thứ ăn cô vừa bạn ông ngon. Ngon. Nóng được muối. Thịt chó ăn phải có riêng, phải có lá mơ, phải có mắm tôm mới gọi là thịt chó cả nhà. Bữa nay cô tí đồ ăn thì mời các ông uống trên rượu à? Sao chú em vào Việt Nam với bà nữa à? Chị là cái thành phố này vậy. Mời mọi người ăn cơm với gia đình nhá. Còn kia đây là mình nấu nước nhé, nhiều miếng như này ăn như này. Miếng này cũng được. Đặc biệt là nước đá. Nhưng mà nếu mà đi ăn ngon lắm mọi người. Rồi mình xin kết thúc video tới đây mọi người nhé. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh của Ẩm Thực Tôi Yêu nhé. Ẩm Thực Tôi Yêu ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn các bạn nhé.